Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 28 tháng 7, tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã Đồng Quang, Yên Sơn và Phượng Cách, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố trao các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trực tiếp đến trao các quyết định. Căn cứ các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trần Đức Thắng, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện, được điều động luân chuyển đến nhận công tác tại xã Đồng Quang, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Quang, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Trung Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, đến nhận công tác tại xã Yên Sơn, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu ứng cử bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Sắc, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện, đến nhận công tác tại xã Phượng Cách, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu ứng cử bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, nhiệm kỳ 2021-2026. Trực tiếp trao quyết định tại hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã chúc mừng các đồng chí nhận quyết định cũng như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã đã được tăng cường cán bộ lãnh đạo quản lý, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh hơn. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác tại cơ quan đơn vị, góp phần vào thành tích chung của huyện. Ở vị trí công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin tưởng các đồng chí được luân chuyển điều động đợt này sẽ phát huy sức trẻ, tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt huyết, cống hiến tài năng của mình, vượt qua những khó khăn cùng cấp ủy chính quyền các xã, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã Đồng Quang, Yên Sơn, Phượng Cách quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cũng đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý cho các cơ quan và đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Căn cứ các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc điều động bổ nhiệm chức danh công tác cán bộ, lãnh đạo quản lý, ông Nguyễn Hồng Luyện, Phó Chánh Thanh tra huyện, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra huyện. Ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, được đến nhận công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện. Bà Phạm Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Quốc Oai B, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Quốc Oai B. Điều động bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non huyện, đến nhận công tác tại Trường Mầm non xã Đồng Quang và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đồng Quang. Thời hạn bổ nhiệm đối với các đồng chí trên là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, công tác của các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này. Đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng với tập thể cán bộ, công chức, cơ quan và các trường học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị giao ban tập thể Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, thu chi ngân sách, công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân huyện nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9. Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ 9 đã được Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, cơ quan thường trực chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Đến nay đã chỉ đạo 20 trên 21 xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội. Dự kiến ngày 31 tháng 7, đơn vị cuối cùng là xã Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội xong. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục Thể thao huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã chọn cử vận động viên tham gia thi đấu các môn nằm trong chương trình thi đấu cấp huyện, thi đấu cấp thành phố theo đúng kế hoạch, đạt được nhiều huy chương vàng.
Dự kiến lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc đại hội khoảng hơn 2.700 người. Trong lễ khai mạc sẽ tổ chức màn đồng diễn đặc sắc như tiết mục chống làng gồ xã Phượng Cách, bài thể dục khỏe vì nước của hội người cao tuổi, đồng diễn võ thuật, đồng diễn thể dục trường trung học cơ sở Thạch Thán. Phiên họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, giải phóng mặt bằng các dự án, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và huyện Quốc Oai lần thứ 9. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 7. Đồng chí đề nghị các phòng ban, cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã đã đăng ký về đích năm 2022. Các đơn vị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình đã được phê duyệt đầu tư. Tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển nông nghiệp, không bỏ ruộng hoang, tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới chuyên nghiệp cho giá trị thu nhập cao. Tiếp tục quan tâm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao của huyện. Đồng chí đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch huyện khẩn trương bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 của huyện. Sáng ngày 29 tháng 7, tại bể bơi thị xã Sơn Tây đã diễn ra lễ khai mạc giải bơi chung cao tuổi thành phố Hà Nội 2022. Đoàn vận động viên Quốc Oai đã tham gia trên 10 nội dung và đã xuất sắc giành 8 huy chương các loại. Để có được kết quả đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã tích cực huấn luyện và chọn cử các vận động viên tham gia thi đấu. Tham gia giải bơi chung cao tuổi thành phố Hà Nội năm nay có trên 100 vận động viên đến từ 15 đơn vị quận huyện, thị xã tham gia tranh tài ở các nhóm tuổi nam nữ 40 đến 44 tuổi, nhóm tuổi nam nữ 45 đến 49 tuổi, nhóm tuổi nam nữ 55 đến 59 tuổi và nhóm tuổi nam nữ 60 đến 64 tuổi. Tại giải, các vận động viên thi đấu những nội dung như bơi tự do, bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa với cự ly từ 50m, 100m, 200m theo điều lệ của ban tổ chức. Đoàn thể thao huyện Quốc Oai tham gia ở 10 nội dung và đã xuất sắc giành được 8 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Riêng vận động viên Đỗ Đức Tâm giành 2 huy chương vàng ở nội dung 50m ếch và 100m ếch lứa tuổi 60 đến 64 tuổi. Giải bơi chung cao tuổi thành phố Hà Nội là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời phát hiện tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu vào đội tuyển bơi chung cao tuổi Hà Nội tham gia hội thi bơi chung cao tuổi toàn quốc năm 2022. Trạm khuyến nông huyện Quốc Oai vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao và dịch vụ công nghệ sinh học hữu cơ Hà Nội tổ chức cấp vật tư chăn nuôi cho mô hình trình diễn chăn nuôi gà thịt bản địa theo hướng hữu cơ và chứng nhận OCOP gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Đây là mô hình mới có nhiều ưu điểm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mô hình trình diễn chăn nuôi gà thịt bản địa theo hướng hữu cơ và chứng nhận OCOP gắn liền với tiêu thụ sản phẩm được triển khai trên địa bàn huyện từ tháng 5 năm nay. Ban đầu có 3 hộ gia đình thuộc hợp tác xã Yên Hòa Phú, xã Đông Yên tham gia. Với quy mô mỗi hộ gia đình 2.000 con gà hơ mông, thời gian thực hiện mô hình 5 tháng. Mỗi hộ gia đình tham gia mô hình được hỗ trợ 50% thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc sát trùng và vaccine, gồm 13.200 kg thức ăn, 21.000 liều vaccine, 1.500 lít thuốc sát trùng và 150 lít chế phẩm sinh học với tổng kinh phí gần 260 triệu đồng. Hiện đàn gà của các hộ đang sinh trưởng phát triển tốt. Mô hình mang lại ý nghĩa lớn trong việc phát triển ngành chăn nuôi của huyện nhà. Mục đích của mô hình là sẽ thay đổi cái phương thức nuôi của người dân, đó là xuyên suốt quá trình nuôi sẽ sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi để tạo ra nâng cao được cái chất lượng thịt gà. Và khi kết thúc mô hình thì sẽ có sự đánh giá về chất lượng thịt gà, sau đó chúng tôi sẽ liên kết với các cái đơn vị tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiêu thụ
hết 100% cái số lượng gà tham gia mô hình cho bà con xã viên. Đặc biệt, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao và Dịch vụ Công nghệ Sinh học Hữu cơ sẽ hỗ trợ các hộ gia đình tiêu thụ 100% sản phẩm nếu con gà đạt chất lượng đảm bảo. Ngoài ra, các hộ được cán bộ của Trung tâm và Trạm Khuyến Nông huyện hướng dẫn kỹ thuật pha trộn thức ăn, chăm sóc và theo dõi sinh trưởng đàn gà theo từng thời kỳ. Tham gia mô hình, các hộ gia đình được Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao và Dịch vụ Công nghệ Sinh học Hữu cơ tạo mọi điều kiện hỗ trợ để phát triển chăn nuôi. Trước đây chúng tôi chăn nuôi thì theo cái hướng truyền thống thì là bệnh tật và cái ấy thì mất nhiều thuốc kháng sinh. Thì giờ chúng tôi chăn theo cái mô hình hướng an toàn sinh học đây. Thì tôi thấy con gà rất là khỏe mạnh và cái chất lượng con gà sinh trưởng phát triển là rất là tốt, không bị ốm đau, bệnh tật gì. Nỗi chăn trở lớn nhất của người nông dân trong quá trình chăn nuôi là vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Tham gia mô hình, người dân rất phấn khởi khi được các đơn vị tài trợ cam kết hỗ trợ bao tiêu 100% sản phẩm nếu chất lượng đảm bảo. Khi chúng tôi chăn nuôi con gà này thì chúng tôi rất là lo lắng về vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Khi được tham gia chương trình này thì tôi rất là phấn khởi, bởi vì đầu ra sản phẩm của cô là được các đơn vị nhận tiêu thụ. Nếu mà đạt chất lượng tốt. Việc triển khai mô hình chăn nuôi theo hướng sinh học và sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi giúp các gia đình tiết kiệm được thức ăn, gà lớn đều, mùi hôi giảm, không ô nhiễm môi trường. Từ đó giúp nền nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn, cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe của người tiêu dùng. Qua mô hình, lan tỏa hiệu quả đến các hộ nông dân để học làm giàu trên chính quê hương mình. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.